Việt Nam lột xác hỏa thần BM-21 lên một tầm cao mới. Sau khi được Việt Nam nâng cấp lên chuẩn BM-21M1, pháo phản lực sở hữu nhiều tính năng ưu việt hơn phiên bản gốc, tạo nên mật độ hỏa lực tấn công cực khủng khiếp. Quý vị thân mến, pháo phản lực được coi là loại vũ khí gây ra sự phản công mạnh nhất. Nhiều chuyên gia quân sự so sánh, có lẽ sức hủy diệt của pháo phản lực chỉ đứng sau vũ khí nguyên tử. Với BM-21 trong tay, lục quân có thể liên tục tạo cho đối thủ tâm lý lo sợ mỗi khi chúng được triển khai ra mặt trận. Trên mặt trận, pháo phản lực khá cơ động trong khi tác chiến. Chúng có thể gộp thành một tổ hợp hoàn chỉnh với 40 nòng phóng, hoặc có thể tách ra làm đôi để phân tán hỏa lực. Hình ảnh pháo phản lực BM-21 được tách đôi hệ thống ống phóng để phân tán hỏa lực trên chiến trường. Hình ảnh tiểu đoàn pháo phản lực BM-21 tạo nên khung cảnh thật là ấn tượng. Điều đáng sợ là trong vòng 20 giây, BM-21 có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá khủng khiếp. Tiếng rít gió từ những quả rocket được phóng ra từ BM-21 tạo ra áp lực tâm lý cho bất cứ đối thủ nào bị chúng tấn công. Hệ thống pháo phản lực BM-21 đang khai hỏa. BM-21 được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô và hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh quả đạn của hệ thống pháo phản lực BM-21 chuẩn bị được lắp lên hệ thống ống phóng. Pháo có thiết kế hệ thống ống phóng có thể phóng đồng loạt 40 quả đạn một lúc, hoặc là tháo ống để phóng rời từng quả đạn một. BM-21 có khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64m. Việc đạp đầy đạn cho 40 ống phóng mất 10 phút. Nhờ gắn vào xe tải hạng nặng nên BM-21 khá cơ động trong truy đuổi mục tiêu và tránh bị bắn trả. BM-21 tuy không thật chính xác, nhưng việc phóng đồng loạt 40 quả đạn tên lửa có thể hủy diệt một khu vực lớn, đủ để xóa sổ hoàn toàn mục tiêu. Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực, tạo nên cơn bão lửa rộng tới 40km. Pháo BM-21 rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố. Sau khi được Việt Nam cải tiến, pháo phản lực BM-21M1 đã khắc phục được những hạn chế cơ bản của pháo phản lực BM-21, qua đó nâng cao tính năng kỹ chiến thuật, đặc biệt là khả năng tự động tính toán và điều khiển bắn. Cụ thể, pháo phản lực BM-21M1 có khả năng tính toán, hiệu chỉnh, điều khiển tự động lấy các phần tử bắn nhanh, chính xác, tích hợp hệ thống thông tin truyền dữ liệu đảm bảo tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, ngày và đêm. Trước khi nâng cấp, kiếp xe của pháo phản lực BM-21 có 5 người, nay với BM-21M1, kiếp xe rút gọn còn có 4 người. Thời gian chuẩn bị trước bắn của BM-21 là 14 phút, nay thời gian chuẩn bị bắn của BM-21M1 chỉ còn có 1 phút rưỡi. Ngoài ra, sau khi được cải tiến thành pháo phản lực BM-21M1, việc điều khiển tầm hướng có thể được thực hiện tự động, bán thủ công hoặc thủ công, thay bằng điều khiển hoàn toàn thủ công như trước kia. Đặc biệt, trước đây thì pháo phản lực BM-21 tính toán phần tử bắn thủ công, nay với BM-21M1, việc tính toán phần tử bắn được thực hiện hoàn toàn tự động. BM-21M1 có khả năng bắn nhiều loại đạn, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn khói, đạn chống tăng chứa đạn con. Tùy từng biến thể, đạn pháo 122mm của BM-21 đạt tầm bắn từ 15-40km, pháo phản lực BM-21 được đặt trên khung gầm, cơ sở xe vận tải bánh lốp của hãng Uran hoặc là Zin. Hầu hết các loại pháo phản lực đều đặt trên xe bánh lốp hoặc bánh xích để cơ động khi truy đuổi mục tiêu hoặc tránh địch phản kích. Với việc nâng cấp thành công, pháo phòng không BM-21 một lần nữa cho thấy sức sáng tạo tuyệt vời của những người lính kỹ thuật của quân đội Việt Nam anh hùng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.